Có những kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ say, nhưng khi bắt gặp những hình ảnh thân thương thì bao ký ức lại ùa về. Cuộc sống thị thành vốn dĩ lúc nào cũng hối hả, và ta mê mải rơi vào vòng xoáy ấy. Đến một lúc nào đó, ta sẽ thèm một điều bình dị, một suối nguồn yêu thương để gội rửa tâm hồn. Khi đó ta lại nhớ về những tháng ngày xưa cũ, tìm lại quê nhà, có má, có ba, có dáng bà hiền hòa đợi cháu mỗi buổi học về. Trong ký ức của mỗi người về thời thơ ấu thì luôn có hình bóng của người bà với đôi mắt hiền từ, khuôn mặt dày dặn nếp gấp của thời gian. Nếu trong chuyện cổ tích có bà tiên luôn mang đến điều mầu nhiệm, thì với cuộc sống hiện thực này, bà chính là bà tiên hiền diệu, lúc nào cũng dành cho cháu những điều tốt đẹp. Tình yêu thương của bà như dòng sông quê chở nặng phù sa, mang sức sống cho ruộng vườn cây trái, như gió mát trưa hè, như vị ngọt của mía lau chuối mật. Những lúc ba má vắng nhà vì cuộc mưu sinh thì bà và cháu càng quấn quýt nhau hơn. Sân trước, vườn sau, bà đâu, cháu đó. Ngày xưa bà đánh con hờn, giờ đây thèm lắm nhịp roi thuở nào. Bà ơi, quê cũ con về, tìm trong nỗi nhớ bao điều tiếc thương. Năm tháng dần trôi, bà đã là cổ tích, và ta mới chợt hiểu rằng cuộc đời này hữu hạn, nên đừng mãi mê với cuộc sống kim tiền mà bỏ ngỏ những yêu thương.